Xin chào, đây là Alaze từ hệ sống sao Beardet, dòng sao thất tinh bắt đầu trong tiếng Việt. Như tôi đã nói ở những thông điệp khác, tình yêu là thứ quan trọng nhất mà bạn cần trên trái đất. Bạn không thể phát triển ý thức của bạn nếu tâm trí của bạn đầy sự căm ghét, tính kiêu ngạo, sự đố kỵ, sợ hãi hay suy nghĩ cạnh tranh. Liên đoàn ngân hà của ánh sáng đang theo dõi những hồi đáp từ những thông điệp và những cách nhìn mà họ đang gửi tới bạn. Dựa trên những phản ứng của bạn, bạn có thể thấy chính mình trong những trạng thái của nhận thức mà bạn là, và bạn đã sẵn sàng cho một sự tiếp xúc toàn cầu hay chưa. Tôi vui mừng rằng nếu nhiều người trên trái đất đáp lại thông điệp yêu thương với tình yêu, không may vẫn còn quá nhiều người xúc phạm những người yêu mến và cố gắng làm mất uy tín của họ bằng việc nói dối về họ. Chúng tôi đang theo dõi tất cả những điều này. Vẫn còn giống với 2.000 năm trước khi người anh em Jesus đã bị đóng đinh vào cây thập giá bởi những người giống như vậy. Chỉ những người có nhận thức đã phát triển thì có khả năng là người phụng sự ánh sáng. Nếu bạn chỉ trích một ai bởi vì anh ta trao cho bạn tình yêu, kiến thức và trí tuệ, nó đã thể hiện rõ rằng bạn có những năng lượng xấu ở bên trong, buộc bạn phải từ chối tình yêu và ngăn cản bạn trải nghiệm với năng lượng tâm linh. Nếu bạn muốn trải nghiệm ánh sáng và trí tuệ tâm linh, hãy thực hành thiền định. Thiền định được thiết kế để giúp bạn thanh tẩy chính bạn với ánh sáng và lắng nghe tiếng nói chân chính của bản thân, linh hồn bạn. Chỉ linh hồn bạn mới có thể dạy bạn làm cách nào để nhận ra sự thật, tình yêu và phụng sự ánh sáng. Không phải ý nghĩ trí óc. Nếu bạn đã khơi dậy tình yêu trong trái tim bạn, bạn sẽ không bao giờ chỉ trích người nào cả, chỉ vì anh ta trông khác với bạn hay nói khác với bạn. Hay anh ta có đang sống ở nơi nào khác với bạn hay không? Giống như tôi nói trước đó, mọi hành tinh là một trường học để phát triển tâm linh và tình yêu. Nó phụ thuộc vào bạn, xem bạn sẽ dùng tình yêu trong kiếp này hay không. Chúng tôi sẽ không làm thay việc cho bạn. Mọi người trong toàn thể vũ trụ đang đi qua bài học quan trọng này. Với trí năng của tâm trí thì bạn không thể đạt được tâm linh, bởi vì tâm trí đã bị lập trình với những hệ thống niềm tin sai lệch thông tin và những giới hạn của xã hội. Nhưng bạn có thể lập trình chương trình mới cho tâm trí của bạn để mở cửa trái tim của bạn với ý thức cao hơn. Chỉ khi bạn mở luôn xa tim, bạn có thể dùng tình yêu thật sự cho bạn, cho những người khác và cho thiên nhiên. Cố gắng kết nối với năng lượng của tình yêu đang tới từ linh hồn bạn bên trong luôn xa tim của bạn. Nếu bạn làm vậy, bạn đã hòa hợp với ý thức trung tâm vũ trụ, hay như cách bạn gọi là với Thượng Đế. Có nhiều người trên trái đất không thích tình yêu bởi vì họ đã bị lập trình cả đời họ không thể hiện những cảm xúc yêu thương. Nên họ không yêu thương chính họ và vì vậy họ không thích những người khác mà đang biểu lộ yêu thương. Với sự thiếu thốn của yêu thương chính mình, họ lại đang hại bản thân họ bằng việc hút thuốc và uống rượu bia. Họ sợ tình yêu bởi vì tình yêu sẽ làm họ nhận ra những năng lượng tiêu cực mà họ đang tạo ra để chống lại chính bản thân họ và những người khác. Bây giờ một vài người hút thuốc đang xem những sự thật này như là một sự xúc phạm. Nhưng nó không phải như vậy. Đó là kiến thức mà có thể giúp họ hiểu và chữa lành cho chính họ để mà đạt được một trạng thái ý thức cao hơn. Chúng tôi giúp họ hiểu được vũ trụ đang hoạt động như thế nào. Bạn đang tạo ra cuộc đời của chính mình với năng lượng của những suy nghĩ và những cảm nhận. Sự tồn tại đang hoạt động với năng lượng và điều khôn ngoan là sử dụng năng lượng này theo một cách tâm linh và yêu thương, không phải theo cách hủy hoại chính mình. Nếu bạn có tình yêu trong trái tim, bạn mong mọi người được khỏe mạnh, nên bạn sẽ trao cho mọi người liều thuốc cần thiết. Và liều thuốc tốt nhất là yêu thương cộng trí tuệ bằng năng lượng tâm linh. Cố gắng hiểu rằng như một người Bedian, tôi không liên quan gì tới những căn bệnh chính trị của bạn, những tổ chức, những hệ thống thờ cúng, các tôn giáo hay bất kỳ quốc gia nào. Tôi đang nói với bạn là làm thế nào để giải phóng chính bạn khỏi những năng lượng đó. Không có người phụng sự ánh sáng nào liên quan tới những năng lượng này. Tôi đến từ những chiều hướng cao hơn của ánh sáng nhập vào một cơ thể vật lý để có thể giao tiếp được với bạn, sử dụng ngôn ngữ mà bạn hiểu được. Tôi ở đây để nhắc bạn về con đường của tình yêu, làm thế nào để phát triển trái tim và nhận thức của bạn. Bởi vì điều này rất cần thiết nếu bạn muốn đi tiếp với những năng lượng chuyển đổi mà đang tới trái đất. Có hàng ngàn lay worker khác, những người đến trái đất với lý do tương tự. Hãy khôn ngoan và lắng nghe họ. Ý nghĩa của cuộc đời là có một tình yêu thiêng liêng trong trái tim.
không cần gì nữa. Để đạt được điều này, bạn phải được tự do khỏi những năng lượng tiêu cực, giải phóng mình khỏi sự căng ghép, đố kỵ, nghiện ngập, kiêu ngạo, cạnh tranh hay xúc phạm những người khác. Đó không phải là bản chất tự nhiên của bạn. Bản chất tự nhiên thật sự của bạn là thiêng liêng. Nó là trong linh hồn của bạn, và bạn phải mang điều này trở lại bề mặt. Tất cả những người trong không gian từ hành tinh cao hơn ở đây để giúp bạn tìm lại bản chất tự nhiên của mình. Đừng lãng phí cuộc đời với tính hung hăng. Năng lượng căm ghét chỉ làm bạn bệnh tật cả về vật lý và tinh thần. Nó đang dẫn tới sự hủy diệt và nó đang giam hãm bạn đầu thai trên những hành tinh phát triển cao hơn. Tạo ra năng lượng của yêu thương thì khôn ngoan hơn nhiều. Với tình yêu, bạn có thể chuyển đổi xã hội của bạn thành một cái gì đó tốt hơn và chữa lành thiên nhiên. Bạn có thể cảm nhận ai đó đang nói với bạn có trí tuệ cao hơn hay không. Bởi vì trí tuệ đến từ tình yêu. Nếu đại đa số người dân trái đất có năng lượng yêu thương, những người thiêng liêng của các hành tinh khác toàn bộ sẽ hạ cánh và gặp bạn. Bạn không thể mong chờ sự tiếp xúc khi bạn có năng lượng của tính hung hăng bên trong. Chúng tôi rất là nhạy cảm và chúng tôi đang cảm nhận những suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Hãy nhìn vào cuộc sống thường ngày của bạn và xem lại chính mình. Bạn phản ứng lại những hoàn cảnh khác nhau như thế nào? Bạn có đang phản ứng dựa trên trí tuệ linh hồn hay bạn đang phản ứng giống như một người máy bị lập trình từ TV? Đặc biệt, Internet đã được dùng bởi nhiều người như một công cụ để xúc phạm và tranh cãi với những người khác. Họ nghĩ họ có thể làm hại những người khác bởi vì không ai có thể thấy họ, nhưng trong thực tế, họ đang hại chính bản thân mình. Bởi vì họ đang tạo ra nghiệp tiêu cực và phải được làm sạch trong kiếp khác hay trong kiếp này. Mọi thứ bạn đang làm, đang nghĩ sẽ trở lại sớm hay muộn. Đó là quy luật vũ trụ để giúp mọi người phát triển. Nên vào thời điểm này, chúng tôi chỉ tiếp xúc với những người tâm linh, yêu thương. Chúng tôi yêu quý mọi người, thậm chí một vài người đang xúc phạm chúng tôi bởi vì như một linh hồn. Mọi người là ánh sáng, nhưng vào thời điểm này, tôi chỉ tiếp xúc với những người phụng sự ánh sáng. Sự tiếp xúc đầu tiên thì luôn luôn là những giấc mơ của bạn trong thế giới tâm linh. Sau đó, có thể là tiếp xúc vật lý, nên tôi đã ghé thăm nhiều người trong thế giới tâm linh và những người khác có trông thấy ánh sáng phi thuyền của chúng tôi. Một vài năm về trước, tôi đã đưa ba người đi với tôi để tiếp xúc với những người ánh sáng, gia đình sao của tôi. Họ đứng phía trước chúng tôi và nhiều ánh sáng phi thuyền đang bay lượn trên đầu chúng tôi. Những chiếc tàu đang bay với những suy nghĩ và năng lượng tâm linh. Bạn chỉ có thể đứng trước những người ánh sáng khi aura của bạn sạch sẽ và tần số của bạn, mức độ yêu thương của bạn đủ cao. Ngược lại, năng lượng của họ sẽ quá mạnh với bạn. Sau đó, nếu đủ người thức tỉnh, việc nhìn thấy những ánh sáng phi thuyền sẽ tăng lên. Nếu bạn có tình yêu trong trái tim, bạn sẽ không có vấn đề gì với năng lượng chuyển đổi mà đang tăng dần trên hành tinh này. Nếu bạn có tình yêu trong tim, bạn sẽ không sợ hãi những người đang trao cho bạn tình yêu và trí tuệ vũ trụ. Bạn sẽ gửi yêu thương trở lại họ, giải phóng chính bạn khỏi nỗi sợ hãi. Sợ hãi là một chương trình kiểm soát trái đất và đang được dùng trong truyền thông và các tôn giáo của bạn để cản trở bạn trở nên tâm linh. Hãy mở luồng xa trái tim để tình yêu của linh hồn bạn chiếu sáng xuyên qua. Với tình yêu, bạn được chuẩn bị cho sự chuyển đổi đang tới trên hành tinh. Với tình yêu, bạn được chuẩn bị để thoát khỏi tính hai mặt. Với tình yêu trong trái tim, bạn được chuẩn bị cho năng lượng ánh sáng cao hơn. Gửi những suy nghĩ của yêu thương mỗi ngày tới toàn hành tinh. Bằng cách đó, bạn có thể giúp những người khác để phát triển, sống một cuộc đời tốt hơn, một cuộc đời của tình yêu và sự sung túc. Có thể tình yêu của bạn vươn tới tất cả mọi người. Tôi cầu cho tất cả các bạn tự do, hạnh phúc